Dạ cũng như không gì đếm. 1 2 3 4 Cá nhìn tươi quá hả? Kiếm con nữa đi, kiếm đủ hai chục đi. Kiếm con nữa chắc chắn hai chục. Cả nhà. Mặt mình đây là shopping trên biển nha, đó là outlet căn gốc ở Post 1. Về nhà ngủ. Hôm qua nghe ông người Quy Nhơn. Hòa được nữa kìa. Ô, Hòa nãy giờ lê chia nha Hòa. Hai con luôn. Ui. Công nhận Hòa number one. Tích tắc là có liền. Lên kim vô, hàng về. Có cá gì vậy? Kim có hả? Wow, cá vô. Quá trời luôn. Ai cũng được hết. Gặp vầy rồi. Úi trời ơi. Tranh thủ. Tranh thủ. Đấy. Mình đứng cao quá. Mới nhìn được con mực. Bây giờ về phía bên này rồi. Nhăn được thêm con nữa. Đè nó lại. Cái bên nó lại hả? Giữ cần cho Hòa mà nó ăn cái chết chứ. cái số sát cá mà. Tôi quên sát cá. Cỡ nào nó cũng vô hả? Rồi. Ôi đây hai con nữa. Ba con luôn. Cả. Hai con tuần một. Cần cho Hòa mà nó cứ ăn dần của Hòa. Nhăn cả đấy mặt mình luôn. Dậy.
Ở đây hả? Nhìn tươi quá hả? Kiếm con nữa đi, kiếm đủ hai chục đi. Kiếm con nữa cái chánh hai chục. Theo dõi ủng hộ nha. Hẹn cả nhà video kế tiếp. Thank you, bye bye.